Chào các bạn, hôm nay mình có một buổi trình diễn thời trang. Video này có các món đồ chơi Diana giúp cho sự sáng tạo của trẻ. Bộ áo đầm thứ nhất. Mình cần thêm phụ kiện. Kính mát. Và nơ. Bộ này. Mình đã sẵn sàng. Bộ áo đầm thứ hai. Thích lấp lánh. Bộ áo đầm thứ ba. Ha, nàng tiên cá. Ha, nó sáng lấp lánh. Thật là đẹp. Video này có những món đồ chơi Diana giúp cho sự sáng tạo của trẻ. Bạn thích trang phục nào nhất? Mình thích tất cả luôn. Tạm biệt.